Thưa quý vị, thời gian gần đây thì một loạt những trào lưu được coi là nhạc nhí và thậm chí là gây nguy hiểm cho người thực hiện, tạo ra những phiền hà không đáng có cho người xung quanh liên tiếp xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Và nhiều clip cho thấy là người thực hiện bất chấp cả những quy định của pháp luật, thậm chí là gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn rất cao những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Và mới đây, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt nhiều đối tượng vi phạm giao thông từ việc ra soát các clip trên mạng xã hội TikTok. Và điển hình nhất là vụ xử phạt cô gái 22 tuổi điều khiển xe máy chở theo nam thanh niên ngoại quốc không đủ mũ bảo hiểm lại còn ngồi quay mặt về phía sau để chụp ảnh tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 11, phòng cảnh sát giao thông của ban thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cô gái 22 tuổi trú tại quận Bình Thạnh về hành vi chở người ngồi trên xe không đủ mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy và một người khác cũng 22 tuổi về hành vi điều khiển xe chở người đứng ở trên yên. Trước đó vào ngày 30 tháng 11, mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh có hành vi chở một người khác đứng trên yên xe để quay phim cho một nam thanh niên không đủ mua bảo hiểm ngồi quay mặt về phía sau, biển số ghi tỉnh Đồng Nai do cô gái cầm lái và lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo. Và cuộc sang minh, đội cảnh sát giao thông bến thành đã xác định được trường hợp và mời lên làm việc tại trụ sở công an những người này thừa nhận hành vi nêu trên và cho biết nam thanh niên nước ngoài ngồi sau quay mặt đã xuất cảnh về Đức vào sáng ngày 30 tháng 11 lực lượng chức năng cho biết hành vi của nhóm này đã gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn